ông Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Giấy, vừa báo tin cho Tuổi Trẻ Online về việc đơn vị lại ghi nhận sự việc nhiều phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh đến bệnh viện tìm con chấn thương sọ não từ cuộc gọi báo của giáo viên. Trong sáng 6 tháng 3, phòng công tác xã hội của Bệnh viện Chợ Giấy tiếp xúc 5 phụ huynh có con độ tuổi từ 2009 đến 2012 học cấp 2 ở nhiều trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong 5 phụ huynh đã có 2 người chuyển tiền vào tài khoản của giáo viên, tổng số ghi nhận 250 triệu đồng. Chị Quỳnh, nhân viên trực của phòng công tác xã hội, cho biết trường hợp đầu tiên là ông DN ngụ phường 7, quận Tân Bình hớt hải đến bệnh viện tìm con cấp cứu chấn thương sọ não. Ông N cung cấp thông tin con mình là bé MK sinh năm 2011, đang học một trường quốc tế ở quận 7. Chị Quỳnh nói, phụ huynh này kể được thầy báo con té ở trường chấn thương sọ não chuyển đến bệnh viện Chợ Giấy, yêu cầu gia đình chuyển tiền nhanh để bác sĩ mổ gấp. Tuy nhiên khi tìm trên hệ thống không có thông tin bé nhập viện. Khi nghe chị Quỳnh cảnh báo trước đó có một số phụ huynh bị lừa chuyển tiền với hình thức tương tự, ông N thú nhận đã chuyển khoản 200 triệu đồng. Cùng kịch bản tương tự, trường hợp phụ huynh khác ở phường Tân Thới, Hòa Bình Dương có con đang học tại một trường trung học cơ sở ở Tân Phú đã chuyển 50 triệu đồng. Chị Quỳnh nói, theo chị Quỳnh, phụ huynh này đã chuyển 50 triệu. Nhưng phía thầy giáo báo chưa nhận được và yêu cầu chuyển qua số tài khoản khác. Rất may phụ huynh này không chuyển mà tìm đến bệnh viện tìm con mới vỡ lẽ bị lừa. Trưa cùng ngày, chúng tôi liên lạc với ông DN phụ huynh bị lừa chuyển tiền và được biết ông đang làm việc với phía công an để làm rõ đối tượng dựng kịch lừa chuyển 200 triệu đồng.